nãy có chú đó, chú nói con chưa nghe Phật pháp lần nào, chưa biết gì cả. Hôm nay đi theo anh em đến đây, anh thanh niên nó chạc khoảng hai mấy tuổi, nghe thầy nói về cái giáo dục gia đình, con thấy nó hay, con thích nghe cái giáo dục gia đình này. Thì chúng tôi theo đọc theo văn sao của Ấn Tổ, thấy ngài chăm chú để cái tâm vào trong cái việc giáo dục gia đình. Sáng cái giáo dục gia đình đó, ngài nói là con cái mà trở thành xấu ác là do cha mẹ. Cha mẹ có cái bổn phận trách nhiệm, nếu mà dạy con cái tốt thì không có phước gì bằng, mà để con cái hư thì không có cái tội gì lớn bằng. Thay vì thôi đừng có đẻ, đừng có sanh nó ra, cái gì mình không đủ khả năng nuôi thì thôi đừng có sanh, làm người vô sanh đi. Và chỉ có thạch nữ mới vô sanh, biết thạch nữ không? Thạch nữ tức là đàn bà đá, người mang người là người đá thôi, người phụ nữ đá nó đẻo cắt, chứ còn mà nữ mà không sanh là chuyện này khó. Tuy nhiên có một số người đọc văn sao thì khi họ lớn lên là người phụ nữ, họ phát tâm giữ lòng trinh, không có lập gia đình. Thì như vậy là chúng ta thấy là nếu mà mình sanh một đứa con ra mà không lo cho nó trọn vẹn thì chúng ta có tội lớn vô cùng. Mà nếu mà chúng ta lo cho nó trọn vẹn, được là một người tốt, hữu ích cho gia đình và cho xã hội thì cái phước chúng ta lớn lắm. Thì người này được xem như gọi là người mẹ thánh hiền. Bởi vì người mẹ này đã được đọc lời dạy của thánh hiền và áp dụng lời dạy của thánh hiền, cho nên thành ra người mẹ này trở thành thánh hiền, phước báu lớn lắm. Nãy có chú khoảng hai mấy tuổi, chú lên chú kêu cho con đi xuất gia, bởi vì con quá hư rồi, con làm mẹ con buồn, quá khổ rồi, con ăn chơi sa đọa rồi, người xăm tùm lum hết. Bây giờ con xin lên chùa thầy con tu, hỏi tu nổi không? Kêu con quyết định rồi, con nghe đĩa thầy mấy hôm nay là con quyết định buông vạn duyên á. Thanh niên có gia đình kia chưa, mẹ mừng quá kêu nếu mà con có lên thì con cũng theo con lên ở chùa thầy luôn. Giác ngộ được, tức là họ đi đường cùng, không có lối thoát. Hàng ngày họ sống với tâm phàm, cho nên họ tạo nghiệp, rồi nghiệp nó buộc lại họ chịu nó. Gọi là tâm này tạo nghiệp, thì tâm này chuyển nghiệp không được thì nghiệp nó phải trói buộc lại tâm thôi. Ăn chơi sa đọa, hút sách rồi đủ kiểu, cho nên cái cuộc đời bữa nay nó loạn. Quý vị sanh ra, quý vị nhìn kỹ lại coi, mình nuôi nó không được, dạy nó không được, nguy hại vô cùng. Cho nên quý vị để tâm vào cái chuyện này và đọc vào văn sao, rồi từ từ bắt đầu mình mới thấy được con đường lầm được cái đường đi lối mòn mình đi về, để mà mình ổn định lại cái gia đình. Như vậy cho nên cái pháp môn tịnh độ là chúng ta lấy lễ Phật tha thiết chí thành cung kính. Hồi nãy ngài nói có một cái việc bảo ban cho nhau, dùng hai chữ thành kính đến cùng cực. Không những thành kính, mình đang lễ Phật, mình tha thiết, mình thành kính, mà ra mình gặp ông chồng mình hoặc đứa con ngỗ nghịch mình cũng thành kính. Có nhiều người người ta nói là gì quý vị biết không? Tao lạy mày rồi, thôi tao thấy mày quá ngỗ nghịch rồi, mày đừng có phá phách nữa, mày đừng có ăn chơi, tao lạy mày. Mình nói vậy chứ mình không lạy nó. Lạy thử coi. Lạy thử làm sao? Hòa Thượng Tịnh Không nói lễ Phật lấy cái tên nó để ở trên đó. Ông chồng mà ông lụ đạn lấy cái tên để cho nó, bỏ với cái đích lư hương cho để mà ông nhìn ông thấy, để trên bàn thờ ông tưởng mình chù ẻo ông chết, ông quýnh cho phù mỏ. Để cho đó. Rồi cái ông đó ông nói đứa con đó, nó ngỗ nghịch quá, con lạy một năm mấy đây mà nó chưa chuyển. Hòa Thượng Tịnh Không nói lạy tiếp. Cha lạy con có biệt gì không? Không, lạy đây là mình lạy để mà mình cầu Phật gia trì, để mình với nó, để giải được oan gia trái chủ, giải được oán nghiệp, chứ không có tội lỗi vậy hết trơn. Cha lạy con tốt, lạy đi. Cái này chúng tôi nói là quý vị về áp dụng nó có kết quả, cho nên chúng tôi cũng đang tính rồi, lỡ mà chú nào mà ở trên chùa thầy nào mà ông không nghe lời là bắt đầu mình để tên vô lén lén mình lạy mấy ông nữa.
Bởi vì mình với ông có nhân duyên rồi, nhưng mà ông tới ông không nghe lời mình, ông ngổ nghịch quá, cho nên lại thì âm thầm ở trong đó nó tiêu nghiệp. Nó tiêu nghiệp cái thời gian mình nói sao nó nghe vậy, họ nghe vậy à. Thì cuối cùng cũng lại 3 năm, ông lên đảnh lễ hòa thượng, ông nói bên này nó chuyển rồi, hòa thượng nói đó, tôi nói ông thấy chưa? Cùng kịch gọi là cung kính là đến cùng cực thì đá vàng cũng nứt. Con đá vàng là vô tri mà nó còn nứt thì con ông là bảo đảm nó quay đầu là sẽ chắc chắn như vậy. Cái điều này chúng tôi nói là lấy cái lời của hòa thượng mà ngài đã hành trì như thế. À, thành ra cái mà để cho khởi được cái lòng thành kính là cái lễ Phật là đệ nhất. Nhưng mà khi mình đang thành kính với Phật mình lễ, nhưng mình ra bên ngoài mình bất kính thì cái công đức lễ Phật nó mất. Hiểu chỗ này không? Tự nhiên mình ra mình gặp ông chồng cái bà mà lạy Phật cái gì, bà giữ như bà chằn á mà. Mình nghe vậy cái bắt đầu mình bực bội tức tối lên là chính cái ổng là người phá đi cái công đức niệm Phật. Nhưng mà họ phá không được, họ nói tay này lọt qua tay kia coi như xong. Hiểu không? Nói tay này lọt qua tay kia cũng như có cô hồi nãy cô lên cô khóc bù lu bù lo, nói ông chồng của con cũng làm cô khổ, hỏi sao ông đi ăn nhậu đến 10 giờ rồi 6 giờ sáng ông mới về cũng nhớ ông cũng khổ. Cái trời ơi. Còn cái chịu gì cắt cớ vậy, nghe đĩa thầy rồi bây giờ ông đi kệ ổng, mình cứ nhớ Phật niệm Phật đi chứ nhớ ông chi cho khổ. Hỏi thầy khai thị cho con đi thầy, thì kia bây giờ ổng đi đâu ổng đi, cô cứ nhớ Phật, cô có Phật A Di Đà trong tâm rồi. Đi đứng nằm ngồi trong tâm cô giữ bốn chữ A Di Đà Phật niệm thầm trong tâm, rồi cô tha thiết cô niệm với Phật. Thì như vậy là cô không có khổ nữa, bởi vì cô đâu có nhớ ổng đâu mà cô nhớ, cô khổ, cô nhớ Phật A Di Đà làm sao cô khổ. Cô à đúng rồi đó. Lúc đó nước mắt nó ngưng liền, ghê thiệt. Coi như không khóc nữa. À, con nghe lời thầy, nhưng không biết về nhà cái lực niệm Phật nó đủ hay không đó để có thể chiến thắng được cái lực nhớ ổng không. Nằm chạy queo ở nhà, trời ơi, ông đi chơi mình ở nhà, mình nằm mình nhớ ổng mà không chịu niệm Phật cho khổ, đúng là thiệt lực. Như là không có hiểu đạo cho nên thành ra nó mới là như thế. Cô nghe cái tự nhiên cô thông cái cô hiểu, cô kêu con về con làm theo ý thầy. Nói vài câu tự nhiên cô hiểu. Thì con cũng vậy. Nếu mà con mình nó mất mà mình niệm Phật, mình hồi hướng cho nó thì lợi lạc đôi bên. Con đứa nhỏ ở bên Mỹ, ông chồng thì theo vợ bé rồi, mà đứa nhỏ này nó học giỏi. Bà vợ có một đứa nhỏ, bà vợ này có một đứa con ở bên Florida. Cái nó đi ra nó chơi sao không biết, bên Florida có biển á, nó rớt xuống biển cái nó chết mất. Người ta vớt nó lên đường mang về, có người nó tím liệm mà. Bà này bà là có cái hay, bà niệm Phật được, bà không khóc. Bà cô này là cổ gọi điện trực tiếp về với chúng tôi, cổ nói con thấy như vậy rồi là con niệm Phật suốt luôn. Con niệm mà từ cái người, cái môi nó tím hết trơn vậy mà bắt đầu nó hồng lại thầy. Con là cứ nhớ theo thầy nói là A-di-đà Phật, con niệm suốt trong tâm, con không cho một ý niệm con khởi lên nhớ tiếc nó. Con niệm suốt luôn từ cái lúc mà mang về khám tử thi cho đến cái lúc mang ra nhà hoàng, ở bên đó mất không có để ở nhà, mang ra nhà hoàng cho đến khi đưa nó đi thiêu luôn. Mà sau khi con niệm suốt như vậy rồi, cái thân thể nó con thấy khác. Tức là người mẹ niệm cho người con mà nó biến chuyển người con bị cái tư tưởng của phóng vô cái thân của nó. Cho nên nó chuyển thân, môi tím liệm hết trơn, con thấy bắt đầu nó giải từ từ. Cho nên mình thấy cái câu Phật hiệu nó vi diệu. Mà đây là sự thực. Nếu mà cái lúc mà con cổ mất như vậy mà cổ nhớ đến nó, cổ khóc, cổ không niệm Phật được thì cổ chết theo nó luôn. Ngủ không được, nhớ nó ngày đêm cái là nó cuốn trong đó, nó làm khổ. Khổ nói không nên lời và khổ chết chung với nó luôn. Vì vậy cho nên thành ra cổ biết rồi, cái cổ quay lại cổ niệm Phật. Cổ niệm suốt, càng nhớ càng niệm, càng nhớ càng niệm, càng tha thiết càng niệm, niệm chuyển thân đó. Nhưng mà có một cái là sau khi nó mất rồi, cái bắt đầu cổ cái lực niệm nó yếu, bắt đầu cổ quay lại nhớ nó. Cổ kêu con niệm nổi nữa, giờ con phải nhờ thầy chỉ cho con thêm. Cổ kêu bây giờ cô phải tụng kinh, chuyển qua như hồi nãy Ấn Tổ nói ăn cơm trắng không nó ngán lắm, giờ phải có thức ăn. Ý ngài nói là sao? Niệm Phật không nhiều lúc nó ngán, niệm không nổi cái chuyển kinh Vô Lượng Thọ tụng, lỡ lật kinh A Di Đà ra tụng, đứng lên lạy Phật, đi kinh hành làm đủ kiểu, gọi là ăn cơm mà thêm gia vị thức ăn tự nhiên nó có mùi vị nó ngon. Hiểu chỗ này không ạ? Đây. Thì cổ nghe theo cái là tự nhiên cổ lấy kinh ra cổ tụng thì được,
tự nhiên nó tụng kinh cái là tự nhiên là nó lại không có lờn câu niệm Phật, cái bắt đầu vô định được, cái con niệm được, trời cảm ơn thầy quá, chứ con niệm không nổi. Lúc đó chỉ nhớ nó bao quay cái đầu rồi, không có cách nào mà nhớ Phật nổi nữa hết. Bắt đầu là nó bất an, khó chịu, khổ đau liền. Nhớ nghe, đang ngồi yên ổn như vậy chứ mà nó có chuyện gì xảy ra cái là con người mình bất thường. Bây giờ có Phật tử đang ngồi ở đây nghe ông chồng xe tông lồi não rồi. Bất thường không? Bất thường, trong tâm sẽ bất thường, chắc chắn bất thường nghĩa là nó không phải như bình thường nữa, mà bắt đầu nó tán loạn lên. Thì lúc đó câu Phật hiệu đã có sẵn trong tâm rồi, bình tĩnh mới giải quyết được công việc. A Di Đà Phật, bắt đầu réo rắc lên niệm. Hoặc lúc đó mà mình khởi niệm lên Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, trong tâm năm chữ Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, bắt đầu nó dằn cái tâm xuống. Giống như xe mà đang xuống dốc, nó mình chạy nhanh quá, mình lại dùng cái thắng mình rà nó từ từ. Lúc đó tâm nó cuồng loạn như người điên loạn rồi, lúc đó mình rà câu Phật hiệu vào, danh hiệu Quan Âm vào, từ từ cái bắt đầu nó ổn định tâm lý lại. Tâm mà ổn định rồi mới giải quyết được vấn đề. Nhưng mà nếu mà hiện tại không có niệm cho thành thói quen thì lúc đó niệm không nổi. Bởi vì mình trong bình thường mình không niệm, mình không thấy cái hiệu lực của câu Phật hiệu, không có sức định sẵn và không có niềm tin, cho nên lúc đó mình không niệm được. Ghê không? Chứ không phải đơn giản với nó. Một cái ý niệm này nó cũng làm cho mình chết, và cũng một ý niệm này mà kéo dài thọ mạng sống lâu từ trong ý niệm này hết cả. Vì vậy cho nên chúng tôi muốn nói đến cái chuyện là mình giữ lòng thành kính, đó là quý vị cố gắng thường xuyên lễ Phật. Nhưng mà mình ở nhà mình lễ Phật nó hay giải đãi, thì mình bắt một cái tivi mỗi buổi sáng tỉnh thất Quan Âm 4 giờ sáng tụng 48 lời nguyện, xong bắt đầu là cả đại chúng niệm Phật 6 chữ lễ Phật, bắt đầu mình mở cái màn hình ra cái mình lạy theo. Hiện tại bây giờ là trên 200 gia đình, 260 mấy gia đình là nhiều lắm, chưa nói những cái bên phần Facebook hoặc là những chỗ khác, như trang web trong YouTube nó là 200 mấy chục gia đình họ đang mở ra họ xem. Đó là ban ngày bình thường, chứ còn sáng sớm họ chưa đi làm thì đông hơn nữa. Họ mở một cái tivi ra họ lạy theo đại chúng. Họ nghe tiếng Phật của đại, cái tiếng niệm Phật của đại chúng ở trong nhà họ, rồi họ lạy theo. Họ kêu bắt đầu cái không khí trong gia đình bắt đầu nó có sự chuyển biến tốt. Nhưng mà nãy có một cô kia cổ lên, cô nói con đi chùa rồi mà ông chồng của con ổng cứ uống rượu về là ổng lấy dao, lấy búa, ổng dí, ổng đánh con. Giờ con không biết làm kiểu nào hết thầy. Kêu bây giờ cô tha thiết cung kính ổng niệm Phật. Mà nếu mà cô ở nhà cô chịu không nổi thì thôi cô lên tỉnh thất Quan Âm cô tu một tuần thử sao. Ổng kêu sợ ổng tìm lên chùa, ổng phá chùa hả thầy. Trời, mình nhìn lại mình thấy nó kinh khủng vậy ta. Sao giữa con người với con người mà họ là kinh khủng vậy? Vì vậy chúng tôi nói quý vị là không phải bỗng không đâu. Chắc là đời trước mình cũng làm cho ổng tơi tả te tua tàn tạ gì trong đó đó. Cũng làm cho ổng lên bờ xuống ruộng gì đó. Phải không ạ? Thì bây giờ ổng gặp mình ổng mới làm lại, chứ sao ổng không gặp bà khác mà ổng đi gặp mình. Nó có cái nguyên do, chứ không phải xui, không phải xui, không phải may rủi trong này. Cái nhân quả là nó không có xui với may rủi, mà đường tơ kẻ tóc không có sai một ly nào hết cả. Thì bây giờ mình quay lại kịp, còn làm con người quay lại kịp, giữ lòng cung kính, để tên ông lên lạy được lúc nào lạy. Chỉ còn con đường đó thôi, chứ không còn con đường nào khác. Thì chúng tôi nhìn vô quý vị, chúng tôi thấy mỗi người có mỗi hoàn cảnh trong đó đó. Có cô thì nghèo khổ túng thiếu, chạy từng bữa ăn không có thời gian tu. Có cô thì quá giàu có nhưng mà gia đình lại bất an chuyện này chuyện nọ. Ở trong cái cõi này nó là như thế, chứ tìm một người mà gọi là đầy đủ trọn vẹn, chồng tốt, con tốt, có tiền, cái tự nhiên nó bệnh hoạn. Nên nó đủ kiểu chứ không phải là đơn giản như nó đâu. Cái nghiệp này nó không có tha mình đâu. Và bất cứ kiểu gì giữ câu Phật hiệu, lâu ngày chày tháng rồi cái nghiệp gì nó cũng tiêu, trí nó rạng, khai minh tâm địa, về ở chung với Phật cho nó sung sướng vô rồi. Ở đây sao mà nó phiền quá. Có nhiều người không chịu đâu. Này có chú đó lên nói, cái vị thầy đó chúng tôi không dám nói tên, nói là ông phải tái sanh chứ không được vãng sanh nghe. Làm gì mà đủ khả năng mà tái sanh, nó đọa lạc như không.
Ông Tổ nói mà không về cực lạc là cơ may đọa lạc xuống tam đồ nguy hại. Ra đi nó tiếc cái thân mạng, nó tiếc của, nó tiếc đủ thứ, chứ không cho con mà tìm cái người mà họ mà đi vào đắc được thiền định để họ tự tại thâu thần tịch diệt. Họ muốn đi lúc nào họ đi thì cái trường hợp này tìm nó khó vô cùng, khó lắm. Mà tìm con người mà để mà họ niệm Phật vãng sanh thì coi lại trong mấy điệu sen thanh với ở lại những cái cuốn sách như là Tịnh Độ Thánh Hiền Lục là không biết bao nhiêu con người vãng sanh. Két mà nó vãng sanh được luôn. Con két giống như con nhầm á, người chủ nhà dạy nó A Di Đà Phật, nó cũng niệm A Di Đà Phật, cái lúc nó mất ở trong mấy điệu sen thanh đó là cái miệng nó mọc lên cái hoa sen. Ngay cái miệng nó mọc lên hoa sen mà trong người cho cái thân thể của nó mềm mại, nó ra đi tốt. Súc sanh mà nó niệm Phật còn vãng sanh được, huống chi là mình. Mà mình lại không chỉ người ta niệm Phật vãng sanh, bắt người ta là đi tái sanh. Tái sanh chỉ có những vị lạc ma, ngài chứng được cái tâm mật tương ưng, ngài muốn đi tái sanh ở chỗ nào, ngài đi tái sanh vô gia đình, đó là ông tự tại. Còn mình là do nghiệp nó lôi cuốn mình, cho nên mình phải đọa lạc như không. Mà nếu con người này phát nguyện vãng sanh, họ có cái công đức này, nếu mà lỡ mà họ không đủ thiện căn phước đức nhân duyên để họ vãng sanh á, thì họ vẫn sanh vào trong gia đình, sanh phùng Trung Quốc, gặp nơi trung tâm Phật Pháp, trong gia đình có Phật Pháp, rồi tiếp tục họ niệm Phật, họ tu tập, nó đầy đủ cái thiện căn phước đức nhân duyên, rồi bắt đầu họ vãng sanh. Cho nên cái nguyện vãng sanh, một cái nguyện mà mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài, thiết thành thật ngôn, tán thán chúng sanh nên nguyện, nương theo cái nguyện lực là 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, là cái nguyện lực vô tác diệu lực bất khả tư nghị của Đức Phật A Di Đà mà mười phương chư Phật tán thán. Khi lúc lâm chung mà mình tỉnh táo niệm được 10 niệm là cái chuyện này không phải dễ, khó vô cùng. Một niệm niệm không nổi, cái đau đớn, cái sợ hãi, cái oan gia, người sống cũng như người chết không bao quanh mình, niệm không nổi. Mà niệm được 10 niệm là cái chuyện này không phải dễ. Mà 10 niệm trong đó là phải đủ tín nguyện nha, phải đủ thiện căn phước đức nha. Thì nói tới nói lui là bây giờ phải tích lũy đó. Nếu mà ai mà dành thời gian để mà tích lũy về của cải vật chất, làm những cái gì cho nó kiên cố ở cõi này, thì không có thời gian để tích lũy công phu tín nguyện thiện căn phước đức đâu. Cho Ấn Tổ quý vị đọc lại văn sao, ngài nói tôi không có thời gian để mà tôi phải đi xây chùa trụ trì đâu, tôi nguyện tôi không trụ trì, tôi nhiệt nguyện tôi cũng không nhận đồ chúng, bởi vì tôi không đủ khả năng. Họ để cho họ ở tại nơi tu chân ngay cõi tục, ở gia đình của họ, họ phát tâm, họ làm trọn bổn phận gia đình, họ niệm Phật để họ vãng sanh. Thế mà cái số lượng theo ngài cho đến bao nhiêu? 990 gia đình. Và 990 gia đình này gọi là đắc pháp với ngài đó nha. Đắc pháp tức là giữ được lá thư này và tu hành nó có kết quả. Và về sau này 990 lá thư này độ không biết bao nhiêu là chúng sanh. Vì do ngài đã có chứng đắc trong đó rồi, ngài có công phu, nó có nội hàm, ngài hàm dưỡng cho thành pháp khí rồi, cho nên cái lời nói ngài ra có cái trọng lượng để chuyển nghiệp của chúng sanh. Biết bao nhiêu, gần 100 năm lại đây bộ văn sao độ cái dân Trung Quốc không biết bao nhiêu, mà dân Trung Quốc là nó đông nhất thế giới rồi. Biết bao nhiêu chúng sanh bởi dân Trung Quốc mà nương theo cái văn sao này mà vãng sanh. Hôm nay chúng ta mà phổ biến văn sao này cho người Việt Nam của mình thì chúng tôi tin rằng vài năm sau có người biết ngày giờ vãng sanh. Cái bà Huệ Tĩnh đó, bà đến ngay tại cái chùa mà ngài giảng ở Thượng Hải gặp Ấn Tổ, nói tôi không có thời gian nói chuyện với vợ chồng của các ông bà nhiều. Hôm nay tôi đặt pháp danh cho ông bà rồi, về trước Phật, đối trước Phật chân thật phát nguyện giữ năm giới, đọc bộ văn sao này đi. Tôi nói cái gì cũng không có thời gian bằng cái bộ văn sao này, tôi tích lũy biết bao nhiêu lá thư. Bà Huệ Tĩnh bà về có phát tâm bà đọc, mà năm sau cái nghiệp nó tới bà bị bệnh. Khi bệnh bà biết rồi, xả hết vàng dòng đeo trong người, bán hết, phóng sanh in kinh, bà niệm Phật. Ngày đầu bắt đầu bà vào công phu, bà niệm suốt một thời gian, bắt đầu bà thấy được Bồ Tát Quan Âm đến gia trì cho bà, rưới nước cam lồ gia trì. Sau đó rồi bắt đầu bà ra đi là gặp ngài Đại Thế Chí Bồ Tát với Đức Phật A Di Đà. Thì Ấn Tổ giao cho bộ văn sao, bà y theo đó bà hành trì, có duyên với Ấn Tổ, tức là Ấn Tổ là hóa thân của ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, cầm đài vàng đến cho bà ngồi lên. Phật A Di Đà phóng hào quang từ nơi bạch hào này nhiếp thọ bà ngồi trong hoa sen về cực lạc. Bà Huệ Tĩnh này con nằm,
sao bà tu cái bộ văn sao này, bà nương theo mà có một năm bà vãng sanh, còn mình bao nhiêu năm mà còn ngồi đây, kỳ vậy ta. Tự nhiên mà mình suy nghĩ lại, cho nên chúng tôi đọc vào trong bộ văn sao, chúng tôi cứ càng đọc là chúng tôi càng thấy cái lời của ông tổ. Và có nhiều người, người ta văn theo lời ông tổ mà người ta làm nó có kết quả tốt. Người niệm Phật, niềm vui của người niệm Phật chỉ có người niệm Phật biết mà thôi. Người có niềm vui đám cưới chỉ có người sắp đám cưới biết mà thôi. Đúng không? Giáo nhà không biết chuyện đó rồi đó. Hiểu chỗ này không? Cái niềm vui đó là ở trong tâm của mình. Người uống nước nóng lạnh, dẫu cho nói cái trạng thái nóng lạnh như thế nào nữa, đi nữa thì người khác chỉ nghe thôi, không thể nào biết được, không thể nào cảm thọ, cảm nhận được cái cảm giác này. Quý vị biết cái người mà niệm Phật, cái niềm vui của họ an trụ trong câu Phật hiệu, mà trong câu Phật hiệu, trong danh hiệu Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, trong cái thần chú Đại Bi đều chứa cái công đức vô lượng an lạc, vô lượng hoan hỷ trong đó. Ở trong này ai muốn rằng lúc nào mình cũng an lạc hoan hỷ đâu, giơ tay lên coi. Trời, sao nói gì cũng muốn hết trơn vậy ta. Thì phải làm sao? Nghĩ điều Phật nghĩ, nói điều Phật nói, làm điều Phật làm. Nghĩ điều Phật nghĩ, lợi người lợi vật. Nếu không có khả năng tiền bạc, khả năng mình giúp được bao nhiêu giúp, không bỏ qua cái việc thiện nhỏ, rồi gì? Giữ câu Phật hiệu chắc như trồng con mắt, như sinh mạng của mình. Giữ câu Phật hiệu cho kỹ, đi đứng nằm ngồi bốn chữ A Di Đà Phật. Sáng nay mới nghe Ngài trả lời lá thư, Ngài nói lão tăng này hàng ngày trì ít nhất 50 biến Đại Bi, nhiều nhất 75 biến. Kêu thầy tánh có in ra, chút nữa thầy Nhuận Minh đọc cho quý vị nghe. Có những lúc 25 biến cũng có. Ngoài thời gian trì Đại Bi niệm Phật, công khóa sáng tối, dầu cho nhất tâm bất loạn cũng phải giữ hai công khóa sáng tối để hồi hướng phát nguyện vãng sanh. Và niệm câu Phật hiệu, và thường niệm câu Phật hiệu trong tâm bốn chữ A Di Đà Phật. Gặp hoạn nạn niệm Nam Mô Quán Tham Bồ Tát, ra tiếng niệm trong tâm Quán Tham Bồ Tát. Sao Ngài nhắc đi nhắc lại cái chuyện này ta? Lý do gì vậy ta? Bởi vì con người khi niệm Phật thì họ gì? Nghĩ điều Phật nghĩ. Lạ lắm, cái người niệm Phật một thời gian toàn là họ chỉ muốn làm lợi người lợi vật, lợi mình hại vật quên mất, lợi để hưởng thụ á nghe, chứ còn lợi mà để mà tịnh tu, họ phải dành thời gian để làm lợi về cái việc tịnh tu rồi, hàm dưỡng rồi. Nhưng mà lợi mình hại vật, mất cái tâm này. Và cái niềm vui của họ khi mà ban tặng cho người khác một điều gì đó, cái niềm vui đó không thể ai mà có thể mà đo lường sánh được với cái niềm vui họ cho cái người đó, dầu cho một cái viên kẹo. Còn cái người mà không niệm Phật, họ nhận là họ vui quá chừng luôn á, mà kêu để cho thì họ không có tâm này. Lý do gì? Lý do gì? Lắng nghe. Cái người mà không niệm Phật thì cái tư hoặc là một loại phiền não thuộc về lý. Nó là một năm cái loại độn sử: tham, sân, si, mạn, nghi. Năm cái độn sử này, sử là sai khiến, và năm cái loại này nó sai khiến con người thích hưởng thụ lợi mình, hại người hại vật. Thì năm cái ngũ độn sử, năm cái độn sử này, tham, sân, si, mạn, nghi á, là nó dắt con người, nó khiến con người, xử là sai khiến, nó khiến con người phải làm theo mệnh lệnh của nó. Mà mệnh lệnh của năm độn xử này là chỉ có lợi mình hại người hại vật thôi. Hiểu chỗ này không? Hiểu không?
Khi người niệm Phật khuất phục được nó, khuất phục được nó, hàng phục được nó, phục được nó, tức là nó vẫn còn y nguyên đó. Nhưng mà khi phục được nó rồi á, thì câu Phật hiệu này phải thành phiến mới phục được nó. Trong tâm luôn luôn câu Phật hiệu A Di Đà Phật đề khởi, không gián đoạn. Phải bao lâu? 7 đến 10 năm bắt đầu phục được nó. Tín nguyện đầy đủ và niệm Phật thành phiến, phục được ngũ độn sử và ngũ lợi sử. Ngũ lợi sử đó là năm kiết sử: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến. Nếu đoạn được năm cái ngũ thân kiến này đó, ngũ lợi sử này đó, là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, mà khi mà đoạn dứt được luôn thì người này chứng sơ quả bên tiểu thừa. Cái này trong văn sao ngài nói. Bên đại thừa là vô sơ tính đó, mà vẫn còn phải sanh lên trời 7 lần, sanh xuống người 7 lần, mà họ chủ động sanh, chứ không phải như chúng ta bị động mà bị đọa lạc vô trong bụng mẹ, loài heo, loài chó, loài súc sanh, loài ngạ quỷ nữa. Cái đó mình bị động, mình bị nghiệp lực lôi rồi. Còn họ vô dòng thánh sơ quả là họ trừ được năm kiến hoặc này thì họ đã làm chủ được cái chuyện sanh tử, mà với điều kiện là phải sanh lên trời 7 lần, sanh dưới nhân gian 7 lần. Nhưng mà họ không có bị thối đọa nữa, họ đã dứt trừ được cái năm cái lợi sử này rồi, năm cái kiến hoặc này rồi, mà họ hàng phục, họ dứt luôn được tham sân si mạn nghi, năm cái tư hoặc này đó, họ chứng A La Hán bên tiểu thừa. Còn bên đại thừa là họ vào thấp tính. Cái này hơi khó hiểu cảnh giới của các vị Bồ Tát thánh à. Nhưng mà khi A La Hán mà khi mà dứt trừ được năm kiết sử, năm tư hoặc và năm kiến hoặc á, thì họ còn cái trần sa hoặc. Trần sa hoặc, cái này hơi cao một chút, cố gắng lắng nghe. Còn cái trần sa hoặc này nghĩa là lậu hoặc của họ hết rồi, kiến hoặc tư hoặc của họ hết rồi, nhưng mà họ thấy phiền hoặc phiền não của chúng sanh sâu dày quá, cho nên họ phải bèn vội nhập niết bàn liền, họ không dám xuất đầu lộ diện để độ sanh. Cho nên Đức Phật nói về bên kinh Nikaya Nguyên Thủy thì các vị nghe được, chứ mà vào kinh Pháp Hoa Đại Thừa thì các vị chứng A-la-hán phải thối lui. 500 A-la-hán nghe không nổi, không cách nào mà dám độ sanh, bởi vì thấy phiền não chúng sanh nó dày đặc, mình đoạn cho mình còn quá khó đi, huống chi mình bất giúp cho chúng sanh để mà thành Phật. Các vị bèn nhập A-la-hán, A-la-hán đều bèn thối lui và nhập diệt 500 vị luôn. Kinh khủng không? Cho nên cái con đường này du khê lắm. Chúng ta đi giống như là gì? Người biết bơi mà bơi giữa biển cả, một ngày được bao nhiêu dặm? Lâu lắm. Còn người mà nương theo nguyện lực của Phật tu pháp môn tịnh độ thì ngồi trên thuyền mà căng buồm thuận gió thì người này đi nhanh lắm. Không cần sanh lên trời 7 lần, sanh xuống nhân gian 7 lần vào sơ quả. Mà gì? Mà họ phục được kiến tư hoặc, họ về tới Tây Phương Cực Lạc ngang bằng với A-la-hán, là A-la-hán rồi. Bởi vì họ về bên Tây Phương Cực Lạc còn kiến hoặc tư hoặc, nhưng mà không có tác dụng nữa. Có cũng như không. Ước cái người mà về Tây Phương Cực Lạc có mang nghiệp về, nhưng có cũng như không. Bởi vì kiến hoặc và tư hoặc này nó nằm im đó, từ từ nó đoạn diệt, chứ nó không có khởi lên, khởi hoặc tạo nghiệp. Bởi vì cái hoặc đó là phiền não, là nhân ác, nhưng nó không có cái duyên ác, cho nên nó không có sanh ra quả ác. Ở bên Tây Phương Cực Lạc là người được cái ưu thế này. Còn kiến hoặc tư hoặc, nhưng mà gì? Do cái duyên hàng ngày gặp Phật, nghe Pháp, họ ở trên đó, họ không có khởi ác, cho nên họ an lành, không bị đọa lạc. Cho nên đi con đường này giống như là thuận buồm ngồi lên thuyền, gió theo chiều hướng thuận thổi chiếc thuyền đi thì rất là nhanh. Còn mình bơi một ngày không được bao nhiêu mét hết trơn, uống nước cái chừng chết nữa, phải không? Để tu mà gọi rằng là dứt được kiến hoặc, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Riêng cái thân kiến này là nhìn thấy cái thân của mình mà thấy không phải thân của mình là chuyện không phải dễ rồi, khó vô cùng. Thân kiến là nó, cái kiến là cái sự nhìn sai lệch, sai lầm về sự của phiền não. Cái này thì dễ đoạn hơn, nhưng mà đoạn phàm phu chúng ta không phải dễ gì đoạn, một đời này không thể dễ gì đoạn.
Cho nên Ấn Tổ nói dầu cho bạn minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Sáng nay ngài mới nói nè, minh tâm kiến tánh là người tu thiền, kiến tánh thành Phật. Mà thành Phật đó là lý tức Phật, tương tự tức Phật, chứ chưa phải là cứu cánh tức Phật đâu. Mà chưa phải là cứu cánh tức Phật thì bạn vẫn là phàm phu, bởi vì mới là ngộ tâm ngộ tánh. Và vì minh tâm kiến tánh thành Phật, chưa trừ được, dứt sạch được kiến hoặc, cho nên bạn vẫn là ở ngoài cửa, vẫn chưa là sơ quả, vẫn chưa phải là thánh, bạn vẫn là phàm phu, vẫn là sanh tử luân hồi. Cho nên ngài Lý Bỉnh Nam tu thiền siêu xuất, ngài Lý Bỉnh Nam cũng là một bậc phải nói là cừ khôi. Nghe Ấn Tổ bế quan bao nhiêu năm, tới đây mình trình kiến giải tu thiền. Khi tới rồi Ấn Tổ la, la ngài Lý Bỉnh Nam. Khi mà la ngài Lý Bỉnh Nam, ông có, ngài có căn lành, ngài ngộ ra liền. Ông giàu minh tâm kiến tánh thành Phật, ông chỉ có đạt được lý tức Phật, tương tự chức Phật, tức Phật thôi. Ông vẫn chưa vô dòng thánh, ông vẫn chưa đoạn được kiến tư phiền não đâu. Kiến hoặc ông đoạn chưa được thì ông vẫn là kẻ phàm phu, ông vẫn là phải sanh tử luân hồi. Ông so với cái người niệm Phật, họ không còn đoạn kiến tư, họ chỉ phục được kiến tư. Một đời này họ về Tây Phương Cực Lạc, họ bằng với A-la-hán, họ bằng với thất tính bên Đại Thừa, thì ông làm sao mà ông bị kịp. Bây giờ ông minh tâm kiến tánh chưa? Ai ấn chứng cho ông? La cho một trận xong gì? Gục mặt xuống niệm Phật, vậy mà có thành tựu. Ôm cái bộ văn sao suốt cuộc đời, đến nỗi Hòa Thượng Tịnh Không đến đó học 5 năm rồi, ngài kêu ngài giới thiệu một vị thầy khác đưa bộ văn sao cho Hòa Thượng. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng tôi thầm thúy lắm. Nhiều lúc quý vị thấy bình thường cái bộ văn sao, thấy Ấn Tổ bình thường nói cũng như những sách tịnh độ khác, những người tự viết lên không có sở chứng, quý vị thấy bình thường. Thì khi quý vị nghe chúng tôi, quý vị thấy cũng bình thường. Nhưng mà khi mà quý vị thấy Ấn Tổ không phải là người bình thường, là Bồ Tát Tái Lai, bộ văn sao không phải là bình thường, thì khi chúng tôi nói quý vị nghe là quý vị có cảm xúc thấy phi thường, phi thường lắm. Ngài Lý Bỉnh Nam là một tay cừ khôi tu thiền mà phải nói là minh tâm kiến tánh thì không biết sao, chứ mà bờ mé minh tâm kiến tánh là cũng có thể có. Chụp ẩn chụp hiện, trăng rằm đêm 30 xuất hiện có đó. Mới dám gặp Ấn Tổ và trình kiến giải, ngài la một trận liền. Ông ngộ minh tâm kiến tánh, đó là lý tức Phật. Tất cả chúng sanh là Phật tánh bằng nhau với chư Phật. Nhưng mà ông không có tu đức, mà cái tu đức, tu pháp, tu pháp môn tịnh độ, lấy danh hiệu Quan Âm Bồ Tát làm chánh, lấy danh hiệu Phật A Di Đà làm chánh hạnh, danh hiệu Quan Tham Bồ Tát, Thần Chú Đại Bi làm trợ hạnh, thì cái tu đức này nó hiển lộ tánh đức nhanh lắm. Làm gì mà tuổi thọ mình bằng với Đức Phật A Di Đà, mình tu pháp môn có được quý vị, pháp môn khác mà có được quý vị? Không thể nào có được. Chỉ có về Tây Phương Cực Lạc thì thọ mạng mới bằng Đức Phật A Di Đà. Và thọ mạng ở đây bao nhiêu, người ta sống bao nhiêu, quý vị sống bằng hoặc hơn. 60 năm của cuộc đời quy định là 6 đến 70 năm là người đời là hết thọ mạng, đúng không? Thọ mạng con người ở đây là 6 đến 70 năm, đúng không? Mình phải sống hơn. Cái người tu tịnh độ ăn chay giữ giới tinh nghiêm, họ phải sống hơn, chắc chắn là như vậy. Họ là khác con người trong thế gian này lắm. Cũng là mang thân người nhưng mà họ khác lắm. Bây giờ mình ngồi lại mình xem thử coi, mình là từ người lên làm người, hay từ xuất sanh lên làm người, hay từ cõi trời xuống làm người? Cái người mà từ cõi trời xuống làm người là ở đây chắc không thấy đâu, ở đây hiếm. Họ quen cái hưởng phước ở cõi trời rồi xuống cõi này họ còn phước, không có ngồi trong đây đâu. Nhìn họ đẹp như tiên sa, thấy họ cái là đờ đờ vậy chứ không nói. Nó còn cái dư báo của cái cõi trời nó đẹp kinh hồn khiếp vía, mắt nhìn ấy, cái gì đó, gì đó. Môi thì son rồi càm chẻ rồi mi phụng đồ nhìn thôi. Mấy anh thanh niên anh mê chết anh đi hết nổi. Không thiệt. Mình thấy nhìn kỹ kỹ trời xuống làm người chắc ở trời đông không có đâu. Nhìn không có. Ông bà gì trong đây cũng không có hết trơn. Người làm người thì có khả năng. Súc sanh làm người thì có. Địa ngục ngạ quỷ có khi thăng tiến lên làm người như bà Thanh Đề, phải chuyển một cái từ địa ngục lên cõi trời luôn, phước báu nó thay đổi rất là lạ kỳ. Mình biết mình
là cõi gì vô để làm người này không? Chỉ có các vị chứng túc mạng thông biết được thọ mạng đời trước của mình, cuộc sống của mình, đời trước của mình là gì, thì các vị chứng được túc mạng thông A-la-hán, họ biết được. Cho nên cái người mà từ người để làm người, mà đời trước họ có duyên với tịnh độ đó, thì đời này họ gặp pháp môn tịnh độ, người ta nói cho họ nghe là họ thích liền, họ hoan hỷ liền. Còn cái người mà từ súc sanh lên làm người, đời trước họ là súc sanh, nhiều đời nhiều điều, nhiều đời nói tiếp là họ là súc sanh, không nghe được chánh pháp, và dẫu cho nghe đi nữa họ cũng gì, súc sanh nó có biết gì đâu ta, nó biết nhưng mà điều gì, nó không có thể phân biệt, nó hiểu để nó hành theo được, cái phước nghiệp nó quá kém đi. Thì gì? Thì sanh ra đời này làm người, người ta nói pháp môn tịnh độ, ngơ ngơ như con bò nó đội nón vậy đó. Đời trước làm bò làm heo cho nên đời này nó cứ ngơ ngơ vậy đó. Chịu nổi không? Thì tính ra quá rõ rồi. Cả một cái quyển đức trọng mình thấy khắp nơi, các nơi luôn. Đời trước họ là làm người luôn chứ không phải làm loài súc sanh nữa, nhưng mà không có duyên với Phật pháp. Đời này tới họ nghe, trời ơi buồn ngủ chết đi, ông nói cái gì về Tây Phương Cực Lạc, nói gì con người có Phật tánh bằng với Phật, tu thành Phật. Trời, người ta bây giờ công nghệ thông tin, người ta đi làm kiếm tiền nuôi vợ nuôi con, xây nhà xây cửa, cưới vợ giả chồng cho con cái đó chứ, chết rồi còn gì nữa đâu, đâu có thấy gì nữa đâu. Thì Ấn Tổ nói sao, lắng nghe nè, sống như thay đi thịt chạy, chết thân này giống như cỏ cây mục nát, đất nó mục nát như cỏ cây mục nát giống thành đất, thân người cũng thành đất, còn lại tâm thức, nghiệp thức phải đọa lạc, kẻ này là kẻ đáng thương quá chừng, quá chừng đáng thương. Sống chỉ biết trai gái ăn uống hưởng thụ, lo cho mình hại người hại vật, sống đây là mang thân thay đi thịt chạy, chết cùng cỏ cây mục nát thành đất, tâm thức này phải đọa lạc, chứ không phải hết hẳn đâu. Nghe thấm thía không? Thấm không? Bây giờ cái đời trước mình làm gì mình không biết rồi đó, mà chắc chắn là đời trước mình cũng có gì, loài người là phải giữ năm giới rồi đó, năm giới mười thiện là phải từ bảy điểm trở lên rồi đó, không sát sanh trộm cắp tà dâm nói láo uống rượu là phải giữ trọn vẹn rồi đó, mười thiện là từ bảy điểm trở lên á thì mới còn được cái nhân làm người. Nhưng mà cái nhân của con người á, do họ duyên với cái nhân ái nhiễm, giữ được năm giới mười thiện từ 70% trở lên thì họ được làm người. Mà trong con người này nó có cái chánh nhân, gọi là chánh nhân Phật tánh. Chỗ này hơi sâu một chút, lắng nghe nghe. Cái chánh nhân Phật tánh đây là tánh đức, bên nhà thiền gọi rằng là gì? Bản lai diện mục. Và mình đây, cái Phật tánh này bằng với Phật, không hai không khác. Nhưng mình do duyên, do cái duyên nhân á, là nó duyên với lại cái nhân á, ái nhiễm, cho nên mình phải sanh vào trong cái cõi ta bà này. Nếu mà nó duyên với câu Phật hiệu á, mà chánh nhân Phật tánh này mà duyên với câu Phật hiệu á, thì vào trong liên thai chứ không phải vào trong cái thai bào cha mẹ nữa. Bây giờ ai muốn vào trong liên thai đâu, giơ tay coi. Liên thai sướng á, mình còn thục thò nữa. Mỗi lần giơ tay là phát nguyện á ngang. Liên thai đó là cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà hóa thành hoa sen. Hoa sen này tương ứng với cái tâm thức của mình là phục được phiền não, câu niệm Phật chiếm ưu thế, tích lũy thiện căn phước đức. Phước đức đó là hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính sư trưởng, từ tâm không giết là 10 điều thiện. Phước của nhân thiên thừa này phải tích lũy, quy y tam bảo, thọ trì cấm giới, không phạm oai nghi. Đó là cái phước của thanh văn thừa. Cái phước của Bồ Tát của Đại Thừa đó là gì? Tinh sâu nhân quả, phát Bồ Đề tâm, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả, niệm Phật vãng sanh. Thì họ tích lũy được tịnh nghiệp tam phước này từ 50% đến 70% trở lên. Tín nguyện họ đầy đủ và câu Phật hiệu đã thành phiến, phục được phiền não.
nghiệp phiền não, nghiệp cũ không giấy khởi, làm chủ được, thì lúc họ ra đi, liên thai nở ra đón chào bạn. Thân cũng cùng như cỏ cây mục nát, tứ đại trả về cho tứ đại. Nhưng tâm thức của người này đã vào trong liên thai, hóa sanh trong hoa sen. Phật dùng thần lực nhiếp thọ đem về ở bên đó. Hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh, toàn thể các hàng Bồ Tát Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền là bạn lữ. Muốn vậy không? Còn bạn bè chồng con ở dưới này sao mà nó kỳ quá. Nó thấy mình tốt tốt cái bắt đầu lợi dụng. Bạn lợi dụng bạn. Còn 10 cái lợi sử và độn sử thì không đơn giản nó đâu. Thả câu Phật hiệu không quay lại với giác tánh thì nó phải sai khiến thôi. Không có nói gì hết trơn. Đạo Phật không mê tín đâu. Đừng có nói vãng sanh Tây Phương Cực Lạc niệm Phật là mê tín. Không có đâu. Mấy người không niệm Phật không thấy cái niềm vui của niệm niệm Phật. Không thấy cái lợi ích của người niệm Phật. Họ không thấy cái cảnh giới của người niệm Phật. Họ không thấy cái tâm mà người niệm Phật lâu ngày họ trở về khôi phục được bản tánh, ngộ được cái bản tánh của họ bằng với Phật. Nhưng đó chỉ là lý thuyết Phật thôi. Họ tiếp tục vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc để họ gì? Họ phần chứng tức Phật và họ triệt chứng triệt ngộ. Và gì? Và họ cứu cánh tức Phật. Muốn vậy không? Ở đây làm cái giống gì mà mình có ông Phật trong này mà làm cái bà đi bán giấy số, rồi bà làm cái bà đi bán thịt heo, làm cái bà bán cá. Trời ơi, hôm bữa đi xuống đường gặp cái bà đó, bà siêu đắng thôi nha. Con cá bà cầm mà bà lột, bà lột chung chút xíu một cái là gì? Đầu óc dãy đuôi đồ nó lột, bụng đồ lột sạch sẽ hết luôn, không còn cái gì con người ta hết trơn. Đúng thiệt. Cái nghiệp ác của con người mà nó không có niệm Phật, nó không có tu đức, nó không có nghe pháp, nó không có tu hành thì thôi, cái kiến hoặc là thân kiến, biên kiến, tà kiến, nó giết thân chúng sanh mà để nuôi thân mình là loại thân kiến đó. Tham sân si mạn nghi đó thì thôi, khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo thì làm sao tránh khỏi ta. Kinh lắm. Thân duyên duyên nó là chánh nhân Phật tánh. Thân duyên duyên là Phật tánh. Sở duyên duyên là duyên nhân Phật tánh. Mình có Phật tánh rồi, bắt đầu mình duyên với gì? Với pháp lành, pháp thiện, để mình về cõi lành, cõi thiện. Người duyên với pháp ác, duyên với việc ác, làm điều ác thì phải ở trong cõi ác. Càng ngày đi xuống, đọa lạc. Một đời không bằng một đời. Cho nên Phật chỉ có tăng thượng duyên cho ta thôi. Còn sở duyên duyên, chánh nhân Phật tánh là chúng ta đã có rồi ạ. Thân duyên duyên, chánh nhân Phật tánh chúng ta có rồi. Sở duyên duyên á, bắt buộc chúng ta phải tự làm. Hằng ngày phải công phu niệm Phật, tu hành. Vô gián duyên á, phải liên tục không gián đoạn nha. Biết cỏ che lấy lửa không? Cỏ che lấy lửa là cỏ liên tục cho đến khi có lửa. Mà cỏ chưa có lửa thì gì? Đừng có bỏ. Cũng vậy, niệm Phật mà chưa được phục, chưa phục được phiền não. Niệm Phật mà mình chưa có cảm giác thấy rằng là tin tuyệt đối đời này mình phải vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, phải niệm. Và niệm Phật cho đến lúc mình về tới Tây Phương Cực Lạc. Và đến Tây Phương Cực Lạc tiếp tục niệm Phật. Niệm là nhớ nghĩ Đức Phật A Di Đà, hàng ngày nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp. Nhớ nghĩ Đức Phật A Di Đà, cái cảnh giới họ tin Tây Phương Cực Lạc niệm là khác với chúng ta nhiều lắm. Họ là vô thật tướng niệm Phật. Mình ở đây là trì danh niệm Phật là hợp nhất trong cõi ta bà. Họ về Tây Phương là thật tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật. Họ thấy Đức Phật A Di Đà là gì? Họ nhập tâm, họ quán tưởng cái là thân tướng của họ như thân tướng Đức Phật A Di Đà. Cách niệm Phật họ trên đó là gì? Thật tướng là quán tưởng, là quán tưởng. Mình ở đây là trì danh là an toàn nhất, yên ổn nhất, không sợ lạc, không sợ sai. Nghe cái chỗ này, bây giờ có cái cuốn sách Bất Niệm Tự Niệm, tính ra ra cũng lâu rồi, 4-5 năm, 6-7 năm không chừng. Bất Niệm Tự Niệm bảo đảm vãng sanh. Có nhiều người hỏi chúng tôi quá, hôm nay chúng tôi mới trả lời, và trả lời theo như trong văn sao Ấn Tổ ngài có dạy cái cách niệm mà không niệm, gọi là bất niệm tự niệm, không niệm mà niệm. Cái cảnh giới này cao sâu lắm, mình không dễ gì đạt được đâu.
Cái người mà vô bất niệm tự niệm thì trước đầu tiên họ phải gom tạp niệm, vọng niệm trở thành chánh niệm đã. Tà niệm, vọng niệm, tạp niệm lúc trước là họ lúc nào cũng suy nghĩ ăn thịt mới ngon, ăn chay không ngon. Tâm họ là phải sát sanh thôi. Hằng ngày họ phải có hưởng dục ăn nằm chứ không có họ chịu không nổi. Họ phải làm sao là hại người cho được để lợi mình thôi. Những cái tà niệm này họ phải quy về được trong chánh niệm đó. Thì cái câu Phật hiệu quy từ cái tà niệm về chánh niệm, lúc nào họ cũng nghĩ tốt, lúc nào họ cũng nghĩ chánh, lúc nào họ cũng lợi người. Họ thấy cái chuyện mà ăn thịt chúng sanh đó là chúng sanh, là gà vịt heo đó là cha mẹ quá khứ, làm thờ Phật trong tương lai. Họ hiểu Phật pháp từ từ bớt những cái tà niệm đó. Do câu Phật hiệu và do họ nghe pháp, họ tu trong chánh pháp thì tà niệm vọng niệm từ từ nó trở về chánh niệm. Nhưng mà họ vẫn còn vọng niệm nha, nó vẫn còn giấy khởi. Họ gom về thành phiến niệm, niệm Phật thành phiến. Và họ gom giờ niệm Phật thành phiến rồi á, tuy rằng họ chưa dứt được những phiền hoặc, họ chưa dứt được những kiến hoặc tư hoặc tham sân si mạn nghi, nhưng mà gì? Nhưng mà họ đã ngộ được cái lý tánh, và họ biết toàn tâm tức là Phật, và câu Phật hiệu là quả giác của Phật A Di Đà. Và họ ngộ được cái tâm họ có Phật tánh bằng với nhà thiền, minh tâm kiến tánh thành Phật, lý tức Phật, người niệm Phật này họ đã đạt đến cái tình trạng không niệm mà niệm, niệm mà không niệm, tức là họ chưa vô sự nhất tâm, họ chưa được đoạn được kiến tư phiền não ngang, nhưng mà họ đã ngộ được lý nhất tâm rồi, họ ngộ được toàn tâm là Phật rồi. Thì người này là gì? Không niệm mà niệm. Mà người không niệm mà niệm này hàng ngày toàn là từ trong chánh niệm chân tâm lưu xuất ra, cái niệm nào cũng là niệm chánh hết. Không niệm Phật cũng là niệm chánh luôn. Và tâm họ như cái đài gương sáng, vạn vật tới nó soi, nó không lưu ảnh lại, rồi bởi vạn vật đi hết, nó cũng không lưu hình lại. Toàn tâm họ là câu Phật hiệu. Và ông Tổ nói không phải là không niệm mà niệm, không niệm là không niệm gì đâu nha. Không niệm là không niệm ác, nhưng vẫn niệm câu Phật hiệu, vẫn niệm cái chánh niệm, toàn tâm họ là chánh niệm. Cuối cùng sao? Để cái máy vô lỗ tai nghe A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, lấy cái dây trong lỗ tai ra rồi bắt đầu nghe trong đầu. Và Thượng Thịnh Không nói là niệm trong lòng nghe trong tâm, cứ giữ cái cách đó. Mà Ấn Tổ nói một cách này không thể nào giữ lâu được đâu, phải niệm ra tiếng, niệm thầm, niệm lớn tiếng rồi lễ Phật, chứ không thể dùng một cách là nghe trong tâm, niệm trong lòng, nghe trong tâm, mất một cái là ông chớ giới, ông lấy cái dây phone nhét vô lại, hàng ngày cứ yên ở trong đó miết, rồi bắt đầu nghe lại được câu Phật hiệu, cái thời gian cái tâm nó yếu không nghe lại được nữa. Mấy năm trước cái lúc chưa đi Mỹ á, ra Đà Nẵng gặp cái chú đó trẻ trẻ mới mười mấy 20 tuổi, ông kêu thưa thầy, con coi bất niệm tự niệm, con làm bất niệm tự niệm, con nghe cái tiếng niệm Phật được, bây giờ nó chuyển qua nó niệm chú, nó niệm Quan Âm, rồi nó niệm tùm bậy, con không làm chủ được, bây giờ con hoảng hốt, con không có niệm Phật được nữa, toàn tâm con bây giờ là nó xáo trộn trong này. Cái ổ sao kỳ vậy, bây giờ ép cái câu Phật hiệu để mình phải niệm cái kiểu mà niệm trong lòng nghe trong tâm đó, đó là nói bất niệm tự niệm, mà khi nghe được là nói bất niệm tự niệm, mà nghe không được nói là mất cái bất niệm tự niệm. Cứ bám vô đó riết rồi gì, vọng động mong mỏi bợp chộp, dục tốc bất đạt, rồi gì, loạn tâm loạn trí, phát cuồng ba dựa. Số lượng người này nhiều lắm, không có văn sao là quý vị tiêu nha. Từ từ chậm mà chắc. Cái Giác Nhàn nói chú đó, bây giờ ông niệm theo thầy nè, a ổng ở cổ, sao ông niệm cho a cho thầy mà ông niệm gì á, kêu niệm không được nữa, trong đầu nó nghe cái tiếng gì trong đó không. Cái thân mình á, mình làm chủ được, mình đi đường sai, từ đây đi xuống tới Đại Ninh, quẹo vô ngã ba Đại Ninh, vô trong chùa Hương Sen hay chỗ sư bà, đúng không, mình hỏi đường được đúng không, dễ hỏi lắm, sai mình đi lại dễ, cái thân này nè, lầm đường đi lại dễ, mà nếu hỏi mà người ta không biết nữa là mình đi lầm luôn đó. Còn cái tâm này nó lầm đường khó trở lại lắm, không phải dễ đâu. Vô niệm Phật ào 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 suốt đêm, thấy an lạc quá, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật,
Ấn Tổ nói cái người lực sĩ mạnh gì đi nữa mà niệm ra tiếng suốt ngày cũng tổn khí. Tổn khí sợ rồi không niệm nữa, bắt đầu hoặc từ vọng tưởng nó bật lên giống như dây đàn, căng rồi dùng, cuối cùng điên loạn mất. Không đơn giản đâu. Điều khí niệm cho hài hòa, thân thể phải mạnh khỏe. Thấy nó nhói, nó khó chịu trong ngực, tiếp ngực, sau lưng, thấy thân bất an là bất gì gì? Mình xả nó ra từ từ, từ từ, từ từ. Rồi điều thân, điều tâm từ từ, câu Phật hiệu mình gắn liền với nó lần lần mới quen. Đi học nghề cũng vậy. Đi học nghề xăm môi xăm mắt mới vô chích người ta đâu có được đâu. Nó hư hết cái môi cái mắt người ta phải không? Chưa ra nghề, chưa quen, chưa biết gì hết trơn mà làm nó hư môi hư mắt người ta đi. Phải học, người ta chỉ từng chút, đó là học cái nghề đơn giản nhất để kiếm sống, để trở thành một con người trong cõi này, để mình có sống, để thành người đó, để sinh tồn trong cõi người, nó đã là khó. Đừng có nói để mà tu, mà để thành Phật mà nó dễ đâu. Không có người hướng dẫn, không có tổ đi trước là Bồ Tát hướng dẫn thì quý vị lầm đường ngay. Không sự thật. Mới vô khoái niệm Phật, niệm xong rồi chán quá bỏ luôn. Ôi tôi chán niệm Phật quá, tôi niệm riết, cuối cùng bây giờ sao tôi nghèo quá, chán ơi là chán, xách cái đi quần đi bán cũng ai mua luôn. Chán quá à. Con người là vậy đó. Chán phải không? Biết nó cũng là một loại phiền não. Nó nằm trong kiến hoặc, tư hoặc hết, vô minh hoặc hết, mày một thời gian phải hết. Cố gắng theo thời gian cái chán đó nó sẽ gì? Nó hết. Không có tiếp sức cho nó phải hết thôi à. Cái gì mà tiếp xúc cho nó trong tâm lý của mình hoặc là thân thể của mình là tiếp xúc cho nó, tham tiếp xúc cho nó thì nó phải tham cho đến cùng. Sân có tiếp xúc cho nó, tiếp xúc cho nó và gieo cái duyên để nó sân, nó nổi nóng lên, nó bực bội, cấu kỉnh lên thì nó cứ hàng ngày nó cứ nặng. Cho nên cái cách đoạn trừ phiền não của Ấn Tổ, lắng nghe nè. Cái cách đoạn trừ ngài nhẹ nhàng hay lắm. Đoạn trừ vọng tưởng, phiền não, nghiệp ác ngài làm sao? Nhận diện được nó, ngài nói là phải nhận diện được nó. Giặc cướp vô nhà thấy là con đỏ thì nó lấy sạch nhà luôn, đúng không? Nếu mình không nhận diện được đây là giặc cướp thì là người thân thì nó phải lấy hết của trong nhà mình. Phải nhận diện đây là giặc cướp thì nó gì? 50% là nó sợ mình rồi đó. 50% nữa là gì? Đối trị bằng câu Phật hiệu, nhận diện được nó rồi bắt đầu quay lại niệm câu Phật hiệu. Từ từ nó sẽ giảm lần vọng tưởng từ từ. Có nhiều người nói tôi không có duyên niệm Phật, tôi ngồi tôi niệm Phật sao vọng tưởng nhiều quá. Mới ngồi niệm Phật được mấy ngày, mấy tháng, được mấy năm. Hằng ngày mình niệm bao nhiêu công việc vọng tưởng, bây giờ ngồi xuống bắt nó yên liền đâu có dễ, đúng không? Ấn Tổ nói muốn yên như vậy đó là vạn duyên buông xuống, niệm câu Phật hiệu suốt ngày, gặp công việc thì làm xong quay lại, 8 đến 10 năm thì bạn yên, bạn khả dĩ yên. Còn không chịu niệm Phật, vô tự cái phép Phật màu nhiệm lắm, tôi A Di Đà Phật, cái nó hết vọng tưởng liền, làm gì có. Tham sân si mạn nghi đó là tư hoặc, thân kiến biên kiến tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, đó là kiến hoặc. Vô lượng đời kiếp đến bây giờ đã hàm tàn nó ở trong này quá sâu nặng rồi, bây giờ một sớm một chiều làm sao mà hết. Công nhận câu Phật hiệu hay thiệt. Nếu mà chịu niệm 8 đến 10 năm vậy mà nó yên được, nó phục được thì quá tuyệt. Nếu mà quý vị tu mà để không trở về thể tánh, biết vọng không theo, hoặc giả là mình tu thiền đi, thì Ấn Tổ nói lâu lắm, ba đại A Tăng kỳ kiếp cũng như cái giấy mà đã nhiễm màu đen rồi, nhuộm gì đứa nữa, cái màu gì vô cho nó cũng không ra thêm màu thiệt đâu, phải là tờ giấy trắng nha. Cái tâm này đã phiền não tham sân si rồi, bây giờ phải có câu Phật hiệu là thuốc tẩy, tẩy cho nó trở thành màu trắng đi. Rồi muốn vẽ hình Phật vẽ gì vẽ. Chứ giờ tờ giấy lỡ vẽ cái cảnh súc sanh địa ngục trong này rồi, lỡ vẽ cái cảnh mà người trong này rồi, giờ vẽ cảnh Phật phải làm gì? Phải làm tẩy cái tờ giấy này nó trắng đi chứ. Cho về bạch tỉnh thức, tức là niệm Phật để phục được nó. Cho nên nói về lý tánh và sự tướng nhân quả, ngài là Bồ Tát, ngài nói nghe sướng tai,